mâm cúng mụ giá rẻ nhưng chất lượng tại đồ cúng Việt sẽ như thế nào? Tôi say bye bye now. Đừng nắm được tay của em và đi cùng em đến cuối đời. Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng anh lại tự hỏi? Đó có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài? Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải vì lonely after midnight. Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng tim anh lại dại? Đó không phải tình yêu, tại sao tìm cách để xây lại? Giống như mình đều biết những lời ông bướm thì gây hại. Trong đêm nhưng anh chẳng thấy ai. Đó có phải là yêu hay không mà khiến anh chỉ là lặng lì? Biết cách làm anh thơ đối với là những điều thật kỳ. Em thật thì và ngon, em cũng biết cách cầm kỳ. Fancy, friendly, em xin yêu hoa với thằng Thái Eyes. Yeah, như em bước đi vào trong nightlife. Don't say bye bye, no. Đừng ném đôi tay của em và đi cùng em đến cuối đời. Em xin yêu hoa với thằng Thái Eyes. Chỉ cho em bước đi vào trong nightlife. Don't say bye bye, no. Đừng nắm được tay của em và đi cùng em đến cuối đời. Yeah. Lòng thì đau nhói,